với hơn 65% số phiếu bầu, ông Emmanuel Macron đã chính thức trở thành tân tổng thống trẻ nhất của nước Pháp đánh bại ứng viên tổng thống Pháp Le Pen bằng chiến thắng áp đảo. Ngay sau khi giành chiến thắng, ông Macron đã đưa ra lời hứa sẽ khiến nước Pháp đoàn kết trở lại và bảo vệ những giá trị cốt lõi của liên minh châu EU. đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia trước vòng tranh cử cuối cùng, ông Emmanuel Macron đã chính thức trở thành tân tổng thống nước Pháp với hơn 65% số phiếu bầu đánh bại bà Le Pen với 35% số phiếu bầu. Hiện ông Macron là vị tổng thống trẻ nhất nước Pháp, đồng thời ông được coi là Napoleon mới của nước Pháp, hứa hẹn sẽ đem lại một làn gió mới cho nền chính trị Pháp. Cuộc bầu cử tổng thống Pháp lần này đứng trước nhiều thách thức, trước hết là làn sóng chủ nghĩa bảo hộ kinh tế và chính trị dân cao, điển hình là sự kiện Brexit và ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ. Cũng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2017, nước Pháp đã bị chia rẽ thành các phía ủng hộ khác nhau, với hai xu hướng chính là ủng hộ nước Pháp rời khỏi Liên minh châu Âu EU và phe phản đối do đó ngay sau khi đắc cử tổng thống pháp, lời hứa đầu tiên mà ông Emmanuel Macron đưa ra với tư cách tổng thống pháp chính là hàn gắn lại nước Pháp và bảo vệ lợi ích của Liên minh châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng. Tôi sẽ bảo vệ châu Âu. Đây là nơi mà người dân trên toàn châu lục quy tụ lại và nền văn minh này của chúng ta đang đứng trước nhiều thách thức như lối sống, nền tự do, cách chúng ta bảo tồn những giá trị cốt lõi chung, những khởi đầu và hy vọng. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để kết nối châu Âu và người dân trong khu vực. Ông Macron cũng tuyên bố sẽ đặt lợi ích của nước Pháp và Liên minh châu Âu EU lên vị trí hàng đầu, nhanh chóng thực hiện những chính sách chống khủng bố tại nước Pháp. Với lời hứa sẽ nỗ lực hàn gắn nước Pháp bị chia rẽ trong suốt quá trình bầu cử tổng thống, ông Macron hứa sẽ giải quyết tất cả những vấn đề mà người dân Pháp đặt ra trong suốt chiến dịch tranh cử lần này. Kết quả bầu cử tổng thống Pháp lần này sẽ tái thiết khối đoàn kết của Liên minh châu Âu EU trong bối cảnh châu Âu đang bị sao động sau khi Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu là một người ủng hộ tự do thương mại ông macron sẽ cùng với thủ tướng đức bà merkel thủ tướng canada justin trudeau và chủ tịch trung quốc tập cận bình trở thành lực lượng đối trọng với những chính sách bảo hộ thương mại của ông trump trong thời gian tới